và mọi người đã quay trở lại kênh tôi trang của mình. Mời mọi người cùng mình hoàn thành bức tranh chú gấu có chiếc nơ bên trên đầu nhé. Này, nhưng mà cái nguồn kênh ở cái link của anh Thành đều phép xong tin không đấy? Hả? Cái kênh ở trong cái list kênh của anh Thành đều rất đi. Hả? Kênh đấy nói chung là nó hay bị thủ thuật. Chị người ta vẫn chưa đến là gì? Xin chào tất cả mọi người, kênh chương trình mình đó là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kênh trên lo này mãi là một gì lãng mạn tôi sẽ chào mọi người trong buổi tối nay thì với các cô chú anh chị em, chủ đề cũng chọn